Ôi, chào cả nhà. Chào cả nhà em ơi. Chào cả nhà nha, em bơi thăm lưới cả nhà. Chiều nay đi thăm lưới cả nhà. Với cá phi. Hồi trước em đem cho dân ra lưới rồi, chiều nay có gì không? Nè, hồi nãy quên coi mấy giờ rồi ta. Khoai lang, khoai lang cả nhà, khoai lang luộc à. Mà cả nhà cũng khoai lang ăn. Mà còn củ không, củ này nhỏ này, nãy củ trống bự hơn nữa mà không có luộc. Có củ nào? Cũng được. Thơm thơm nước. Khác hơn chút, nó cũ á. Khoai này nó cũ rồi. Nó khô hơn. Ủa anh dục cái gì vậy? Cái lú á. Lú nhồi xịn vậy. Mày biết mới mốt biết chỗ lấy không? Đó rồi. Quên rồi, chắc tiêu luôn quá. Cái lú này mà có thể cái lú này mà anh quên, chắc anh quên em luôn. Khoai lang trắng nõn rồi nha. Buồn buồn đi vuông ăn khoai lang. Dừa có trái. Trái mà nhỏ. Cây này mới nhiều à. Mà nhỏ nhỏ không. Tới cái lú rồi đó, tới lưới đó. Dính chúng ta. Em bỏ ở đây không? Bỏ ở đây đi. Chín được coi có hơn cả nhà. Bữa nay em ngồi đây cho bà xã em gỡ ngậm miếng bò đó, cận cảnh với nó gỗ màn hình thăm thôi, thăm mới đại nha. Không em quay mũi nè. Đây là cua lôi á. Kìa đó. Cảm sao trôi. Củ này nó có bọt ta. Rau chúng kinh á. Người ta hát quá. Quay mũi nào. Quay điểm trắng đít vô đó kìa, vô cái đám rừng á. Đó, chính nè. Tới nữa quay luôn, tới nữa nó có cái hẻm. Có mũi. Ừ, quay mặt qua đó cũng được nữa. Thăm đi, ngồi anh gỡ cho. Mà anh gỡ là sao? Ủa? Ủa gỡ đi, ngồi anh cuốn. Anh ơi lộn. Thiệt chứ, giết cái bắn lộn tinh thần hết. Ôi ngồi gần quá em sọt sọt, có sọt luôn cái đầu không vậy nè.
cái đồ. Đó, đó. Phi. Kìa 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 kìa. Lủi lủi cái lá vô đó kìa. Dễ thăm. Lôi nó qua bờ luôn em, qua bên bãi nó ruộng á. Ừ. Rồi xô luôn, xô tới luôn. Xô mũi tới luôn. Xô vô ruộng nữa kìa, quay lại luôn. Có nó có dính không? Thăm lưới luôn. Kiều lưới cái nha. Mày không dính cái gì, xô quay lại đi. Cái bần từ từ nghe em, đây này dính cá chỗ này nè, đó hết chưa, nó ăn cơm không không nâu rồi, ăn phải lan ngon quá. Ồ, con cá mái. Có coi. Trắng nữa nè, đẹp không? Đẹp không? Mà con cá nó đâu có sức kem đâu. Vậy mà phụ nữ sức kem mới ghê. Thầy chi con cá phi nó có còn đen còn trắng vậy à. Nó không sức kem. Ta. Mày ngồi chắc lội đuổi quá. Bắt đầu đó, bắt đầu đó mà lội đuổi chắc bỏ bộ đồ luôn á. Ê, nhanh nhanh nhanh. Con gì kìa? Hai con luôn. Hai ba bà. Ăn cái đá vậy nó khô cổ. Lôi, lôi, lôi ra ngoài luôn. Không có đem nước uống. Ngồi vô uống luôn. Mà ngon à. Đừng nói gốc này nó không dính à. Dữ xe làm chả ăn cả nhà, mày bơ văng vô cái xay tay á, xay làm chiên nấu canh gì cũng ngon. Giờ đem vô khói nấu canh là hết nổi. Có làm chả ăn đây.
con nữa kìa. Em cầm luôn đi thẳng rồi. Móc lên. Móc hiều lên. Em ngồi em chờ, có làm gì không? Ngồi em chờ nó mới dính. Thì văn đâu ta? Chắc gì dưới đó. Cũng được. Cho nó nhiều ha. Ừ. Thôi, bơi về dưới đi. Bơi vô này anh cuốn cho. Ủa anh đây anh cuốn đường sao không lái đó. Không, bơi ở dưới đi, bơi thẳng dưới rồi bơi thăm lại rồi cô đi văng lên trên đó. Mình văng từ đầu đó lên chợ đó. Khỏi mới công cuốn ngược rồi bơi lên cũng vậy. Rồi để em văng lưới nữa cả nhà. Mà sợ em bơi xuống đây ha, dừng máy đây đi. Thăm lưới tiếp cả nhà. Nãy giờ em bấm dừng em để dừng mới văng là lưới thứ hai á. Nói nãy nó nhiều kể đi cũng được làm mình móc làm chả. Ăn ba lan này ngồi chặt chè ngồi ăn cơm luôn quá. Ba lan nữa cả nhà. Bà xã em đâm lưới em ngồi em ăn ba lan. Tối về bỏ bơm khỏi ngủ luôn. Dằn hoàng mất. Cũng bự á, cũng bự mau no. Cái này trời mát cũng đỡ ha. Không dính nè. Bơi tới luôn rồi. Không, neo lâu rồi mới dính, mình mới neo đâu chừng không được 10 phút mà. Thôi, tại thấy nó dính dính thăm ngồi thì có thui rồi. Hồi cái máy nó hết pin. Đó, đó. Còn. Cái máy nó vậy. Cái khác với em luồn cái sào dưới đây nè, luồn cái sào dưới này nè, ủi lái ra thì nó có con cá giận giận nước kìa. Cá phi nước mặn này chỉ có cua phi thôi chứ đâu có gì nữa đâu. Phải nước ngọt á, mình mua cá nước ngọt mình thả vô nữa. Có lời, có cá món, có món đổi. Ôi, con cua nữa rồi, bỏ luôn đi, bỏ luôn đi. Rồi vô coi, vô coi, vô coi. Sao đâu? Vô coi con cua nhỏ đó, con cua nhé. Có đâu.
điện thoại em nó hết cầm pin, xài lâu rồi còn đòi gì nữa. Vậy cái điện thoại anh nó cũng hết pin đó, nó hư pin luôn đó. Rồi đó mua hai cái này cũng ngang ngửa đó, chính con tôm luôn kìa thằng này nè. Đó. Cắm sao đây? Dỡ lên. Đâu? Đó kìa. Cái mũi quá. Ồ, có mũi đen, con mũi bự luôn. Mũi với con gà mái. Đây. Gió nó quay luôn. Kệ đi. Quay cho dễ gỡ này, nãy hồi nãy trong nó tấp qua đây nó không tấp. Bà tô thì làm gì? Để coi chơi thì làm gì? Con một. Coi chơi. Bữa lội mò không có đỉnh được con còn nó tốt mà không có luôn video luôn, xóa luôn rồi không có. Nói chung là quay vòng clip không có gì luôn á, gọi tính đăng cho cả nhà xem là sao hậu trường, cảnh sao hậu trường. Có sao hậu trường là có những khi dân lưới không có rồi mình xóa bỏ luôn, mà quay rồi mà không có cá thì cũng bỏ luôn. Chứ đăng lên không có gì thì cũng may coi. Cầm luôn đi, cầm gom lại, vịnh lại. Hết rồi. Nó gom đi đó rồi. Để hồi vô đóng trà. Ừ, vậy đó. Này, cắm trà là chống ăn trộm á cả nhà. Tại dưới này có trà, không có trà tối người ta chài của mình hả? Có trà cắm dưới. Rồi. Hết luôn cả nhà. Thế nếu được 4 con 5 con. Được nhiêu đây ha? Cho cả nhà coi con tôm. Con một. Thả nó đi. Thả đi. Mình hơn 2 kg không? Hơn 2 kg. Rồi. Ê vô đây là cá này lấy về em làm chả cả nha. Chừng nào cái đoạn nào mình sẽ chả thì em quay cho cả nhà mình xem luôn. Tiếp em tới đây ha. Em cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ vợ chồng em. Thì còn đoạn nữa em quay chả, em quay tiếp đoạn nữa thì dập thì tập 1 đi. Rồi cả nhà ủng hộ vợ chồng em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, bye bye cả nhà luôn rồi. Khoai em ơi. Rồi bye bye cả nhà ha.